Chào các bạn, mình là Nam. Hiện mình đang là sinh viên năm cuối, ngành khoa vật liệu, khoa vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Như các bạn đã thấy ở tiêu đề của video, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách mình đã tự học như thế nào để có thể đạt được 7.0 writing ngay trong lần thi đầu tiên. Đây không hẳn là điểm số cao để mà có thể tự hào, tuy nhiên là mình thấy có nhiều bạn cũng mong muốn đạt được điểm số như vậy. Cho nên là hy vọng những chia sẻ ngày hôm nay của mình cũng sẽ giúp ích các bạn một phần nào đấy. Và chính mình cũng là người khá bất ngờ về số điểm này, tại vì mục tiêu của mình chỉ là 6.5, và thậm chí hôm mình đi thi về còn bị bảo là viết sai đề. Tuy nhiên mình vẫn đạt được 7 cho tiêu chí SAS Carbon, và mình sẽ nói kỹ hơn về số điểm này ở phần sau của video. Và không dài dòng nữa, mình là Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Cafe Mind. Đầu tiên, vì chúng mình đang nói đến IELTS writing nên ngữ pháp là cực kỳ quan trọng. Nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày, trong văn nói, trong văn viết, khi chúng mình viết sai, nói sai thì đối phương vẫn có thể hiểu được chúng mình đang muốn truyền tải cái gì. Tuy nhiên ở trong IELTS writing thì nó yêu cầu độ chính xác cao của ngữ pháp. Đương nhiên là nếu bạn viết sai ngữ pháp thì giám khảo vẫn có thể hiểu được là bạn đang muốn truyền tải điều gì. Tuy nhiên là người ta sẽ chửi ngữ pháp của bạn. Vậy nên là hãy nắm thật chắc những ngữ pháp, những cấu trúc mà bạn viết vào bài IELTS writing của mình nhé. Những cuốn sách như là Giải thích ngữ pháp Mai Lan Hương, 30 ngày phổ thông IELTS, hoặc là tất thảy những cuốn sách mà mình có đề cập ở trong video lộ trình tự học đến 7.0 đều có phần ngữ pháp cho các bạn ôn tập và sử dụng. Nếu các bạn chưa xem video đấy thì có thể xem ở đây nhé. Như mình đã nói ở video trước, dù là reading, listening, writing hay là speaking thì từ vựng là cực kỳ quan trọng. Bạn có thể biết những cấu trúc ngữ pháp bên 8 cộng, 9 cộng, bạn có thể có những ý tưởng rất là học thuật, rất là academic, nhưng mà bạn không có từ vựng thì bạn sẽ không thể diễn đạt những ý mà bạn mong muốn. Bởi vì IELTS là một cuộc chiến về từ vựng, và càng nhiều từ vựng bạn có thì cơ hội bạn đạt được điểm cao càng lớn. Hiện nay có rất nhiều cách để học từ vựng được chia sẻ bởi những YouTuber, những influencer, những người nổi tiếng, thì bạn hoàn toàn có thể tìm và xem đâu là cách học phù hợp nhất với bạn. Và mình cũng đã có hai video về cách mình đã học từ vựng như thế nào, thì các bạn có thể xem ở đây hoặc là trong phần mô tả bình luận nhé. Có câu đấy là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Mình có xem một video của anh Duy Thanh Nguyễn, bạn có thể tìm xem hoặc là mình sẽ để link ở trong phần mô tả. Thì anh ấy có nhắc về thị trường học IELTS ở Việt Nam hiện tại. Trong đấy anh ấy nhắc tới việc là mặc dù anh ấy đã có background là chuyên Anh này, một thời gian dài tiếp xúc với tiếng Anh, nhưng mà ấy, lúc đi thi IELTS thì anh ấy chỉ đạt 6.0 writing. Tuy nhiên những bài luận của anh Duy khi học ở bên nước ngoài thì đều là điểm ở trên xuất sắc, nghĩa là anh ấy không có vấn đề gì về cách viết cả. Vậy ở đây vấn đề là gì? Đấy là chúng mình đang đi thi và cuộc thi đấy có những tiêu chí chấm thi, và việc của chúng mình đấy là fulfill và cover những cái tiêu chí chấm thi đấy. Chúng mình làm điều này tốt bao nhiêu thì điểm của chúng mình sẽ cao bấy nhiêu. Đối với bài thi IELTS writing, chúng ta có 4 tiêu chí chấm. Đối với task 1, đấy là task achievement, coherence and cohesion, lexical resource và grammatical range and accuracy. Đối với task 2 thì thay vì task achievement thì sẽ là task response. Thì các bạn có thể tìm file mô tả những cái tiêu chí chấm thi này ở trên mạng được public bởi Critics Council. Sau đấy các bạn sẽ phân tích kỹ hoặc tìm những video mà những thầy cô khác, những anh chị khác, những YouTuber khác đã phân tích kỹ để xác định rõ ràng là bạn cần những gì cho từng bài điểm cụ thể. Về câu chuyện của mình mà mình đã nhắc ở trong phần intro, đấy là hôm đi thi mình gặp một đề bài, đấy là Some people think that the most important function of music is that it helps people reduce stress. To what extent do you agree or disagree? Tạm dịch đấy là nhiều người cho rằng cái function, cái nhiệm vụ quan trọng nhất của âm nhạc đấy là giúp mọi người reduce stress, tự giảm stress ấy. Thì bạn đồng ý hay không? Thì mình bảo là mình không đồng ý, tại vì ngoài việc giảm stress, giúp relax ra, thì âm nhạc còn giúp cho việc chữa lành, healing này, thiền, meditation, và nó còn giúp trong việc động viên, khích lệ, encouraging. Và mình lấy ví dụ ở trong nhạc cách mạng Việt Nam, tức là có những bài hát với những giai điệu rất là sôi nổi, hào hùng, giúp động viên tinh thần những người ra trận để
cái gì mà được cho Tổ quốc. Ra khỏi phòng thi thì mình rất là tự tin về cái luận điểm này của mình, nhưng mà lúc mình về nhà mình hỏi bạn mình hỏi trên một số cộng đồng của IELTS thì có một số người, và đặc biệt là có một người rất là có tiếng ở trong cộng đồng của IELTS, có bảo mình là luận điểm này của mình không chắc chắn. Tại vì những cái như là healing, meditation hoặc là increasing thì nó không khác gì so với reduce stress cả. Vậy là mình đã ôm lo lắng tận 2 tuần từ lúc đấy tới lúc có điểm thi, và tới lúc mình nhận được điểm số 7.0 ra trên, mình vẫn không tin vào mắt mình. Và tới lúc mình xin quit out thì mình thấy là mình được 7.0 cho tiêu chí task response. Vì vậy, nếu mà các bạn nắm rõ được những tiêu chí chấm thi, các bạn biết là mình đang ở đâu, mình đã fulfill và cover được những điều gì, thì các bạn sẽ tự tin vào bài làm của mình hơn là việc lo lắng và sợ hãi như mình ở trong cái giai đoạn chờ điểm thi. Tiếp theo, đấy là về học các mẫu câu. Nghe tới đây thì có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu, không thoải mái, hoặc là có thể nghĩ cách học này không hiệu quả, hoặc là có phần máy móc, hoặc là ăn gian, là thiên sơ. Nhưng mà như mình đã nói, vì mình tự học nên mình cần học những thứ mà giúp mình chắc chắn sẽ đạt bên điểm mà mình mong muốn. Nếu mình có những cấu trúc hay thì mình chỉ việc đưa từ vựng vào, vậy là đã có thể diễn đạt ý một cách chính xác và hiệu quả. Bằng cách này thì mình cũng không phải lo lắng về tiêu chí grammatical range, bởi vì những cấu trúc mà mình học được đã phủ một khoảng rộng về ngữ pháp, như là câu đơn, câu ghép, sử dụng linh hoạt giữa câu đơn và câu ghép, câu điều kiện, câu bị động, vân vân. Đương nhiên là vẫn còn phần accuracy, nghĩa là mình cần dùng đúng ngữ pháp cho đúng hoàn cảnh và đúng mục đích sử dụng. Ví dụ như là ở trong task 1 đi, chúng mình sẽ có dạng bài map là process. Thì giả dụ bạn sẽ có một cái bài process về làm coca đúng không? Vậy thì đương nhiên là cái lon coca đấy nó không thể tự tạo ra nó, mà phải là máy móc làm hoặc là con người làm. Hoặc là đối với dạng bài map đi, khi chúng mình muốn mô tả là phòng học sẽ được thay thế bởi thư viện, thì mình sẽ biết là the lecture hall will be replaced by a new library. Tuy nhiên nếu các bạn không chia hoặc là quên chia thì bị động, thì các bạn sẽ biết là the lecture hall will replace by a new library. Về cơ bản là cái cấu trúc thì tương lai bạn sử dụng là chính xác, nhưng nghĩa của câu thì lại không chính xác nữa. Anyway, có thể mình sẽ làm một chuỗi video về cách mình xử lý những dạng bài IELTS Writing Task 1 và thậm chí là Task 2, thì mình sẽ nói kỹ hơn ở những cái video đấy nhá. Tiếp theo là về việc tự học thì chấm chữa như thế nào. Đây là câu hỏi mà mình thấy có rất nhiều bạn hỏi ở trên những cộng đồng học IELTS, và nhiều bạn cũng comment hỏi mình ở những video trước. Về cách làm của mình, thông thường mình sẽ tự viết, sau đấy sẽ kiểm tra những lỗi ngữ pháp ở trên Grammarly. Thì mình cũng chỉ dùng tài khoản free thôi chứ không dùng tài khoản premium. Và mình có một trang web khác, đấy là Virtual Writing Tutor, để đánh giá xem một số tiêu chí khác của bài essay. Ngoài ra mình cũng có một người bạn đã thi IELTS, thì chúng mình thường xuyên cùng nhau viết bài và cùng nhau thảo luận xem có thể cải thiện được tiêu chí gì hay không. Nhưng mà mình vẫn luôn nghĩ nếu mà được chấm chữa kỹ càng thì sẽ tốt hơn, tại vì đấy là cách giúp bạn biết được rằng là à, tôi đang ở vị trí này, tôi đã tốt ở mạng này, tôi đã chưa tốt ở tiêu chí này, và mình sẽ cần cải thiện những điều gì để đạt được ba điểm mong muốn, hơn là việc cứ tự học tự đánh giá một cách mông lung mình ở đấy. Tại vì sao mình lại nói thế? Vì thực ra mình đã được chấm chữa một lần trong quá trình ôn thi. Lần đấy mình đăng ký thi thử trong một cái khuôn khổ chương trình của Grab, nếu mình nhớ không nhầm thì là IELTS Tour. Grab thì mình nghĩ nhiều bạn cũng đã biết, đấy là một nền tảng học trực tuyến, có các khóa học như là ôn thi Trung học phổ thông quốc gia, TOEIC và đặc biệt là IELTS. Lần đấy mình thi vào khoảng nửa đầu tháng 8, thì cuối tháng 8, đầu tháng 9 thì mình có kết quả và mình được 6.0 overall và 6.5 writing như các bạn đã thấy ở trên màn hình. Tuy nhiên, điều mình đang muốn nói ở đây, đấy là bài đấy của mình được chấm chữa rất là kỹ, kiểu như là có nốt lại từng lỗi này, phân tích lỗi đấy vì sao lại sai, đưa ra hướng giải quyết cho mình luôn. Thì nếu mà bạn được chấm chữa mỗi ngày bạn chỉ cần tiến bộ một chút thôi, thì dần dần các bạn sẽ tiến bộ rất nhiều. Đấy được gọi là quy luật atomic habit, nghĩa là mỗi ngày bạn chỉ cần tiến bộ 1%, thì dần dần
cái sự phát triển của bạn sẽ tăng theo quy luật lũy thừa, và giả định sau 1 năm bạn sẽ tiến bộ gấp 37,8 lần, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm quy luật này ở trên Google nhé. Ok, nói có sách, mách có chứng. Thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem bài viết đấy của mình và mình đã được chấm chữa như thế nào. Thì như các bạn thấy trên màn hình là bài viết của mình, thì mình được đánh giá là 6,5 là điểm khá. Như bài là "The Internet has changed the way we communicate. Much communication today happens through social media. Some people support this and think it is a positive development. Others believe that social media have negative effects. Speakers support these views and give your own opinion." Vậy thì như bạn thấy ở đây, những cái lỗi của mình có 34 điểm cần phải lưu ý. À, ví dụ như là ở đây mình có một lỗi là lỗi chia sai từ của từ suppose. Ở đây tiêu chí chấm đấy là grammatical range and accuracy. Thì mình được nhận xét đấy là em đang sử dụng sai thì không đúng ngữ cảnh nào miêu tả. À, tiếp theo tới lúc mình chia sai thêm một từ, đấy là từ assume, tức là mình đã chia sai thì của hai từ gần nhau, được đánh giá ở đây là gọi là lỗi hệ thống. Lỗi hệ thống tức là mình vô tình sai liên tiếp những chỗ giống nhau, thì người ta sẽ xem như rằng là à, cái mảng kiến thức đấy là mình chưa tốt. Ngoài ra thì có một vài chỗ sai lỗi về dấu câu này, sai lỗi về những từ nối đều được nốt lại. Bên cạnh đó có một số chỗ mà mình diễn đạt sai, diễn đạt chưa tốt hoặc là sai ngữ pháp thì sẽ được gợi ý để mà sửa luôn. Ví dụ ở đây là lỗi này mình viết là give respect to thì được gợi ý sửa thành highly value, lỗi 12 nhá. Thầy nhận xét đấy là respect sẽ dành cho người. Tiêu chí chấm điểm sẽ là lexical resource. Lỗi phát sinh được giải thích tại sao sai, đấy là lỗi phát sinh trường hợp 1 là do em dùng từ này sai hẳn ý nghĩa cần diễn đạt. Trường hợp 2 là em diễn đạt được ý nghĩa nhưng chưa hiểu được ý mà từ biểu đạt, ngữ cảnh phù hợp của nó. Hãy lưu ý mỗi từ có thể có nhiều từ gần nghĩa, nhưng sắc thái riêng của từng từ gần nghĩa có thể hoàn toàn khác nhau. Và em đang cố dùng các từ khó nhưng mà lại không thành công. Ngoài ra thì có thưởng thì sẽ có phạt. Có phạt thì có thưởng. Những chỗ mà mình sử dụng những từ hay thì mình sẽ được nốt lại bằng màu xanh và được khen. Ví dụ như là ở đây mình dùng các collocation như là keep in touch này, face to face meetings, hoặc đây có một cụm mình dùng đấy là cụm the geographical barrier. Nó là những cái khoảng cách, những cái ngăn cách về địa lý ấy. Thì các bạn thấy là mình sẽ được nhận xét theo từng tiêu chí chấm điểm của IELTS writing. Đấy là task response, achievement, coherence and cohesion, lexical resource và grammatical range and accuracy. Ngoài ra, ngoài những tiêu chí chính đấy thì mình được chấm theo cả tiêu chí phụ. Dù ở đây trong tiêu chí task response thì mình có một vài những tiêu chí phụ, đấy là addressing overt clarity hoặc là idea development, thì mình đều được nhận xét rõ ràng và chấm theo 3 điểm rõ ràng. Những cái này sẽ giúp mình hiểu là mình đang tốt ở điểm nào, chưa tốt ở điểm nào, và có thể đưa ra những cách để mà đạt được bên điểm mong muốn. Và thậm chí nếu mà mình không biết cách để làm sao để cải thiện nữa, thì Grab còn đưa ra cho mình một cái gọi là action plan. Mình thấy như mình tìm hiểu thì rất ít những cái nền tảng online có cái này. Thì cái này sẽ đưa ra cho mình những gợi ý để mình có thể tăng từ 0,5 đến 1 band điểm cho những cái bài viết tiếp theo. Tuy nhiên có một điều mình thấy khá bất cập, đấy là cái thời gian đấy mình chữa bài chỉ mất tận nửa tháng mới có kết quả. Thì mình không biết là do đợt đấy có quá nhiều bạn cùng thi thử một lúc thì prep trả bài lâu, hay là vốn dĩ prep trả bài lâu như thế. Nhưng mà mình hy vọng là giả dụ đối với mình là tâm lý của một người gửi bài đi chấm, thì mình luôn mong muốn là sẽ có kết quả càng sớm càng tốt, thì mình biết là mình cần cải thiện ở đâu và điểm số của mình như thế nào, đúng không? Tuy nhiên nếu mà so sánh với những chức năng, những cái lợi ích mà Prep đem lại, thì nếu bạn có kinh tế một chút, bạn hoàn toàn có thể suy nghĩ tới việc tìm hiểu và mua các gói chấm chữa online của Prep. Mình cảm thấy đây là một người bạn rất tốt trong quá trình mà chúng mình tự học, tự ôn thi IELTS writing, hơn là việc cứ mông lung tự đánh giá, tự học như mình học ngày trước. Tiếp theo đấy là viết, viết và viết. Practice makes perfect. Thì mình rất thích một câu nói, đấy là kỳ thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Bạn có thể có những cấu trúc bên 7 cộng, 8 cộng, 9 cộng, bạn có thể biết những từ vựng C1, C2, nhưng mà bạn không áp dụng vào bài viết của mình
thì việc học được những điều ấy, những thứ đấy cũng chỉ là vô nghĩa. Trừ khi bạn có năng khiếu viết và bạn viết tiếng Anh rất tốt, thậm chí chỉ cần một từ khóa có thể viết ra được một bài luận như là ChatGPT hay là Notion AI. Tuy nhiên cũng sẽ có những mảng kiến thức mà bạn không rõ, và nếu vào phòng thi gặp phải bạn không có ý để viết, bạn không có từ để viết, thì vô hình chung bạn đã đang jeopardize cái bài thi của bạn hoặc là tương lai của bạn nếu bạn đang cần chứng chỉ IELTS để apply học bổng luật nước ngoài hay là nộp hồ sơ vào một trường đại học nào đấy. Vậy nên là hãy viết thật nhiều, áp dụng những từ vựng hay, những cấu trúc hay vào bài viết của bạn một cách liên tục. Dần dần những cái thứ đấy sẽ là của bạn và bạn sẽ viết ra những cái đấy giống như một kiểu phản xạ vô điều kiện. Và các bạn viết càng nhiều, các bạn cũng có thể cải thiện được tốc độ viết và sự nhanh nhạy trong quá trình viết nữa. Trong giai đoạn đầu thì chúng mình có thể đơn giản là tập viết nhật ký bằng tiếng Anh này, tập rewriting bằng tiếng Anh này, viết một vài cái status bằng tiếng Anh chẳng hạn. Đơn giản chỉ là áp dụng thật nhiều những cái mình học được vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Dần dần thì chúng mình sẽ viết IELTS writing, task 1 và task 2. Ví dụ ở đây mình đang có một đề bài, đấy là In today's world, private companies rather than the government pay for and conduct most scientific research. Do you think the advantages outweigh disadvantages? Tạm dịch đấy là hiện nay thì thay vì chính phủ thì những công ty tư nhân đang trả tiền và thực hiện những hầu hết những cái nghiên cứu khoa học, thì bạn có nghĩ rằng điều này có nhiều lợi ích hơn là bất lợi hay không? Thì các bạn hãy cùng suy nghĩ và comment idea của bạn ở dưới phần bình luận và chúng mình sẽ cùng thảo luận nhé. Tiếp theo đấy là hãy đọc thật nhiều tài liệu tiếng Anh hoặc là những cái bài mẫu IELTS, tại vì chúng ta biết rằng là reading và listening là những kỹ năng input và writing và speaking là những kỹ năng output. Thì càng nhiều input chúng mình sẽ có càng nhiều output. Đối với IELTS writing thì nó là một kiểu bài thi viết học thuật, vậy nên là chúng mình cũng cần nạp vào những thứ bài đọc liên quan tới học thuật một chút. Đối với task 1 thì chúng mình đọc bài mẫu, có thể nắm được cách người ta gộp số liệu này hoặc là phân tích biểu đồ. Đối với task 2 thì mình có thể đọc bài mẫu để học những cụm từ hay, những cụm từ bên cao, hoặc là để xem là đối với bài này thì người ta có góc nhìn như thế nào và nó có giống góc nhìn của mình không, để giúp mình cải thiện được thêm những góc nhìn khác cho một vấn đề. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đọc thêm báo tiếng Anh hoặc là những tài liệu khác. Do đặc thù của ngành học nên mình đã phải đọc một số lượng lớn những nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh. Mình nghĩ đấy cũng là một phần nguyên nhân mà giúp mình có thể làm tốt hơn ở trong phần reading và phần writing. Vậy là trong video này mình đã chia sẻ về cách mình học, hay nói chính xác hơn là những điều mình đã đúc kết được trong một năm, hoặc là chính xác hơn là mấy tháng tự học IELTS writing. Mình hy vọng là qua những chia sẻ của mình, các bạn sẽ có những cái định hướng hơn, các bạn sẽ biết cần phải học những gì để có thể mà tự học nhưng vẫn đạt được điểm IELTS writing cao, không cần đến sự gánh vác của reading hay listening nữa. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì có thể comment và mình sẽ cố gắng giải đáp hết tất cả những thắc mắc đấy. Cũng như nếu các bạn muốn mình làm thêm video về chủ đề gì thì các bạn cũng hãy để lại phần bình luận nhé. Và video ngày hôm nay tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Và mình là Nam, The Coffee Mind.